Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Ham Thủ Thuật của mình. Trong video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách có thể làm mở khóa và xóa xác minh tài khoản Google trên con điện thoại Samsung Galaxy Fold khi mà các bạn bị quên mật khẩu mở khóa màn hình, đồng thời là các bạn quên luôn cả cái tài khoản Google mà trước đây các bạn đăng nhập ở trên con điện thoại này nhé. Bây giờ thì mình sẽ tắt nguồn con điện thoại này đi, sau đó là mình sẽ vào chế độ recovery để mình wipe data nhé. Và đương nhiên là các bạn cần phải chấp nhận cái việc đó là tất cả dữ liệu ở trên điện thoại của chúng ta sẽ bị xóa sạch nhé. Các bạn để ý ở đây chúng ta sẽ có nút nguồn, đây chính là cái nút đỏ này nhé, đó, nút nguồn này. Ở phía bên đây thì chúng ta sẽ có tăng âm lượng và giảm âm lượng nhé, đó. Và ở phía trên đây thì chúng ta sẽ có cái nút là quay trở lại này, và đây là phím home này, đó, phím đa nhiệm này, đó. Bây giờ các bạn sẽ để màn hình khóa như này nhé. Đó. Đây ví dụ mình sẽ thử tắt nguồn như này xem nó có cho mình tắt không nhé. Đó, mình tắt nguồn này. Tắt nguồn này. À, nó vẫn cho mình tắt nhé. Sau khi mà các bạn tắt nguồn đấy thì các bạn sẽ bấm giữ cho mình đồng thời phím nguồn. Đây, chính là cái phím này nhé. Cộng với là phím tăng âm lượng này. Đây, các bạn bấm giữ đồng thời nguồn và tăng âm lượng. Đây, mình sẽ bấm như này cho các bạn dễ nhìn nhé. Bấm giữ đồng thời nguồn và tăng âm lượng này. Khi logo Galaxy Folder nó hiện lên, các bạn nhả tất cả ngón tay ra. Đó, bắt đầu nó hiện cái con Android này. Chúng ta sẽ chờ một chút để chúng ta vào chế độ recovery nhé. Đó, nó đã vào chế độ recovery này. Vào đây thì các bạn cũng nhìn thấy con này thì nó có cái modem. Đó là G150NL này. Bây giờ thì mình sẽ di chuyển cái vệt sáng này xuống cái mục đó là Wide Data Factory Reset nhé. Bằng cách là mình bấm phím giảm âm lượng. Đây, mình bấm phím giảm âm lượng này. Wide Data Factory Reset. Sau đó là mình sẽ bấm phím nguồn nhé. Rồi mình sẽ bấm phím nguồn này. Tiếp tục mình di chuyển xuống là Yes, Delete User Data này. Đó, mình di chuyển xuống này. Mình lại chọn phím nguồn này. Ok, bây giờ vệt sáng đang ở Reboot System Now. Mình sẽ bấm phím nguồn để khởi động lại điện thoại nhé. Đó, cái đoạn điện thoại khởi động này cũng khá là lâu, mình sẽ tua nhanh để đỡ mất thời gian chờ đợi của các bạn nhé. Ok, điện thoại nó đã khởi động lên nhé. Bây giờ thì mình sẽ chọn ngôn ngữ này. Đây, ngôn ngữ tiếng Việt này, mình chọn vào trong nhé. Rồi, chuyển mạng thông minh, mình sẽ bấm là không bật đi. Đó, mình sẽ kết nối vào cái mạng wifi của nhà mình nhé. Rồi, mình sẽ bấm là kết nối này. Ok, mình đã vào kết nối vào mạng wifi rồi nhé. Mình chọn tiếp này. Rồi, mình sẽ chọn là tiếp theo này. Mình chọn vào là đồng ý này. Đó, các bạn để ý ở đây, nó dừng ở cái màn hình đó là xác minh tài khoản của bạn. Thì nếu mà các bạn nhớ cái tài khoản Google mà trước đây các bạn đăng nhập ở trên con điện thoại này, thì các bạn chỉ việc đăng nhập vào đây là chúng ta có thể là sử dụng được điện thoại một cách bình thường. Nhưng mà trong cái trường hợp mà các bạn quên luôn cả cái tài khoản Google này, thì các bạn cần phải đi xóa cái xác minh tài khoản Google này nhé. Thì chúng ta mới có thể là sử dụng được điện thoại. Và để xóa xác minh tài khoản Google này thì các bạn sẽ làm giống mình nhé. Các bạn sẽ sử dụng cho mình cái phương pháp đó là Talkback nhé. Và để sử dụng Talkback thì các bạn sẽ quay trở lại cho mình cái màn hình ban đầu. Đó, các bạn quay đấy nhá. Đến đây các bạn không thể bấm được quay lại ở trên cảm ứng nữa. Thì các bạn sẽ bấm cho mình cái nút quay lại đây. Đó, mình sẽ bấm quay lại này. Tiếp tục quay lại này. Đó. Bây giờ thì các bạn sẽ thử với ngôn ngữ là tiếng Việt nhé. Các bạn sẽ đặt hai ngón tay lên màn hình này. Đây, các bạn đặt hai ngón tay lên màn hình này. Đó, như vậy là các bạn sẽ không bật được Talkback nhé. Bây giờ thì các bạn sẽ chuyển ngôn ngữ cho mình sang là tiếng Anh. Và đây thì mình chọn là English United States nhé. Rồi bây giờ thì mình sẽ đặt hai ngón tay lại coi sao nhé. Các bạn đặt hai ngón tay vào màn hình này. Đó, nó đã kêu rồi nhé, nó đã nói rồi đấy. Như vậy là chúng ta sẽ bật được Talkback. Đó, mình đã bật được Talkback rồi nhé. Bây giờ thì mình sẽ bấm vào là Exit này. Đó, các bạn chọn vào này. Sau đó là các bạn bấm nhanh hai lần này. Đó, mình đã bật được Talkback nhé. Bây giờ các bạn sẽ vẽ chữ L cao đấy. Các bạn vẽ như này. Đó, các bạn chọn cho mình vào là Talkback Setting này. Các bạn bấm nhanh hai lần này. Đó, bây giờ thì các bạn đã có thể là di chuyển bằng hai ngón tay như này nhé.
Bây giờ thì các bạn có thể là bấm giữ tăng và giảm âm lượng này. Đó, các bạn bấm giữ cả tăng cả giảm âm lượng nhé. Đây, các bạn bấm giữ như này. Đó, thì màn hình nó sẽ hiện lên như này nhé. Màn hình hiện lên như này, các bạn chọn OK cho mình này. Đó, sau đó này bấm nhanh 2 lần này. Đó, bây giờ các bạn đã có thể là di chuyển bằng một ngón tay rồi nhé. Các bạn kéo hết xuống phía dưới đây. Các bạn chọn cho mình vào là Privacy Policy nhé. Đó, các bạn chọn vào Privacy Policy này. Đó, bây giờ các bạn có thể là mở bằng cái trình duyệt Google Chrome nhé. Mình sẽ mở Google Chrome. Mình chọn vào là All Away. Đó, như vậy là mình đã mở được trình duyệt nhé. Mình chọn là Accept and Continue. Mình chọn vào là Low Thanh. Ok, bây giờ thì mình sẽ vào cái trang mà mình hay dùng để xóa xác minh tài khoản Google. Đó là trang vnzom.net/bypass. Rồi các bạn chọn Go này. Ok, bây giờ thì mình sẽ vuốt xuống đây. Đó, mình sẽ vào trong setting để mình cho bạn coi thông tin con điện thoại này nhá. Mình sẽ chọn vào là setting này. Đó, mình vuốt hết xuống dưới này. Mình chọn vào là About Device này. Đó, đây các bạn để ý đây. Con này thì nó có cái modem. Đây các bạn để ý, nó có cái modem đó là SMG150LL nhá. Đó, và nó đang chạy cái phiên bản Android là 5.1.1 nhá. Bây giờ thì các bạn sẽ quay trở lại này. Các bạn quay trở lại tiếp nhá. Các bạn lại dùng cái nút quay trở lại ở trên đây này. Đó. Rồi bây giờ thì con này đang chạy cái phiên bản Android 5.1.1 thì các bạn có thể là tải cho mình cái file này về nhé. Trước tiên các bạn tải cho mình cái file đó là Android 5GB này. Đó. Hiện lên quảng cáo này, các bạn sẽ tắt quảng cáo đi cho mình nhé. Rồi các bạn sẽ bấm mở luôn này. Các bạn cài đặt luôn cho mình cái file này nhé. Các bạn chọn vào là setting. Các bạn bật cho mình là unknown source lên nhé. Các bạn chọn OK này. Các bạn chọn install này. Như vậy là mình đã cài đặt xong rồi nhé. Mình sẽ bấm vào là đăng này. Rồi bây giờ mình sẽ quay trở lại này. Các bạn có thể là bấm quay trở lại ở đây. Đó. Rồi tiếp theo các bạn sẽ tải cho mình cái file này nhé. Đó, các bạn kéo xuống, các bạn tải cho mình cái file đó là FRP Bypass này, APK này. Các bạn chọn vào đây để tải về. Rồi các bạn chọn OK cho mình này. Các bạn sẽ mở luôn cho mình nhé. Các bạn chọn open cho mình này. Đó. Các bạn chọn setting cho mình này. Rồi các bạn cũng bật cho mình là unload source nhé. Các bạn chọn OK cho mình này. Các bạn chọn install này. Đó, bây giờ thì mình sẽ mở luôn FRP Bypass nhé. Mình sẽ mở luôn này. Các bạn chọn cho mình vào cái ba chấm ở phía trên. Các bạn chọn cho mình là browser sign in. Đó, các bạn chọn OK này. Rồi bây giờ thì các bạn có thể là đăng nhập vào một cái tài khoản Google bất kỳ nhé. Đó. Có thể là các bạn đã quên cái tài khoản Google cũ rồi thì các bạn có thể là mượn một cái điện thoại khác để chúng ta tạo một cái tài khoản Google mới. Sau đó là các bạn sẽ đăng nhập cái tài khoản Google mới vào đây nhé. Đó. Ở đây thì các bạn có thể là đăng nhập một cái tài khoản Google bất kỳ vào đây. Rồi ví dụ đây mình sẽ đăng nhập một cái tài khoản Google mới của mình chẳng hạn nhé. Đó. Các bạn có thể là mượn một cái điện thoại khác để chúng ta tạo một cái tài khoản Google mới. Sau đó là các bạn sẽ đăng nhập vào đây. Các bạn không cần điền a@gmail.com nhé. Các bạn sẽ chọn Go cho mình này. Rồi bây giờ thì mình sẽ điền cái mật khẩu của cái tài khoản Google này của mình vào nhé. Ok, mình sẽ bấm vào là Go này. Đó, như vậy là mình đã đăng nhập được vào cái tài khoản Google này rồi nhé. Bây giờ thì các bạn có thể là khởi động lại điện thoại hoặc các bạn có thể là quay trở lại cái màn hình ban đầu nhé. Đó, mình sẽ quay trở lại cái màn hình ban đầu đi. Mình sẽ bấm cái nút quay trở lại này. Đó, mình sẽ dùng cái nút quay trở lại này nhé. Đó. Mình sẽ quay trở lại. Đó, rồi bây giờ thì mình có thể chọn cái ngôn ngữ là tiếng Việt rồi nhé. Rồi mình sẽ vào trong này. Đó, bây giờ thì mình sẽ đi thiết lập nhé. Mình sẽ chọn tiếp này. Rồi mình sẽ chọn tiếp này. Chọn đồng ý này. Đó, bây giờ nó sẽ kiểm tra kết nối này. Ok, đây nó đã báo là tài khoản đã được thêm. Đó, nó đã báo là cái tài khoản Google của mình đã được thêm vào rồi nhá. Đó, bây giờ thì mình sẽ bấm là tiếp theo này. Đó, như vậy là mình đã vượt được qua cái màn hình xác minh tài khoản của bạn rồi nhá. Đó, mình sẽ bấm vào tiếp theo này.
Mình sẽ vuốt hết xuống dưới này, chọn tiếp theo này, bảo vệ điện thoại này thì mình sẽ cài đặt mật khẩu sau nhé. Mình sẽ bấm bỏ qua này, vẫn bỏ qua này, nội dung khác này. Đó, mình kéo hết xuống dưới, chọn tiếp theo này. Đăng nhập tài khoản Samsung thì mình sẽ bấm bỏ qua nhé. Đó, mình vẫn chọn là bỏ qua này. Mình vuốt hết xuống dưới này. Mình sẽ chọn tiếp theo này. Mình chọn đồng ý này. Đó, mình cứ để chế độ chuẩn đi. Mình sẽ chọn hoàn tất này. Ở đây thì các bạn có thể là tải về các mục đã chọn nhé. Mà tốt nhất là các bạn cứ bấm là tải về các mục đã chọn đi. Đó. Sau đó là các bạn sẽ chọn cho mình là kết thúc. Đó. Ok, như vậy là mình đã vào được cái màn hình chính của con Samsung Galaxy Folder để mình có thể là sử dụng được điện thoại một cách bình thường rồi nhá. Đó. Như vậy là video này mình đã chia sẻ với các bạn cách có thể là mở khóa và xóa xác minh tài khoản Google ở trên con điện thoại Samsung Galaxy Folder thành công rồi nhá. Mình sẽ dừng video này tại đây. Nếu các bạn thấy video này của mình hay và hữu ích thì bấm đăng ký kênh để theo dõi những cái chia sẻ tiếp theo của mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé.